Xin chào anh em, mình là Tiến và chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ý nghĩa. Ngày hôm nay thì đồng hồ trung hãng Kết Quát sẽ lên tay và review cho anh em một vài sản phẩm với tình trạng là hàng đã qua sử dụng và còn full box cho anh em. Khi sản phẩm mà không còn box thì bên mình cũng đã trang bị cho sản phẩm một chiếc box bằng gỗ với cái chất liệu là sơn mài rất là tuyệt vời và chắc chắn cho anh em để chúng ta có thể bảo quản cũng như là được trưng bày chiếc đồng hồ của chúng ta được trang trọng và được an toàn hơn. Và các sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ có phân khúc là từ dưới 30 triệu thì các sản phẩm này thì bên mình cũng đã có video review cụ thể rồi. thì anh em có nhu cầu tham khảo kỹ hơn thì chúng ta sẽ theo dõi những video đó. và ngay sau đây thì mình sẽ không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ review cho anh em từ phân khúc giá thấp nhất cho đến cao nhất cho anh em để chúng ta được nắm tốt hơn và rõ hơn về cái tình trạng cũng như là về giá của sản phẩm. và ngay đầu tiên thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc tissot thuộc dòng luxury. Trước đây của mình thì với tình trạng là hàng đã qua sử dụng và còn đẹp 97 98% và còn full box cho anh em anh em nhé. Em nó sẽ có một cái mã quốc tế đây là T087.407.44.037.00 và thông tin đi kèm là thông tin về chất liệu cấu tạo lên sản phẩm là titanium. Thông tin tiếp theo đó chính là một cái thông số về độ chống nước lên đến 5 bát thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay. À, một cái chất liệu titanium full hoàn toàn thân vỏ và phần dây. Rất là tuyệt vời chất liệu titanium rất là quý hiếm cũng như là rất là bền và cứng so với chất thép trên thị trường và siêu nhẹ anh em ạ một cái trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời cho anh em với một chiếc tissot thuộc dòng luxury em nó thì sẽ có một cái size mặt là size 41 mm thì anh em cột tay tầm khoảng từ 16 cho đến 17 thì chúng ta sẽ lên tay rất là đẹp anh em ạ. Như cổ tay của mình đây thì đang có chu vi là 16.5. Lên tay rất là ôm tay, và với cái chất liệu là titanium như này thì nó sẽ không sáng như là chất liệu bằng thép nhưng mà anh em yên tâm khi mà chúng ta sở hữu về tay thì trông rất là nhã nhặn và lịch sự rất là tuyệt vời cho anh em và chiếc Tissot này của mình thì à, thuộc dòng luxury cho nên là em nó sẽ có cấu tạo với cái bộ máy là bộ máy Powermatic 80 với cái thời gian chữ cót là lên đến 80 giờ và tần số dao động là 21.600 Cùng với đó thì được trang bị là 23 chân kính rất là tuyệt vời cho anh em. Một cái độ hoàn thiện rất là cao và trước này thì hiện tại bên mình đang bán ra là 6,8 triệu đồng để anh em có thể sở hữu được một chiếc Tissot thuộc dòng luxury bản titanium về tay. Rất là tuyệt vời không anh em. Và mình sẽ để em nó lại đây và tiếp tục review cho anh em một sản phẩm nữa. Một phân khúc nữa cũng tầm giá quanh từ 10 triệu trở xuống cho anh em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Oresta thuộc dòng Open Heart. Chiếc này của mình thì được anh khách mua tại thị trường nội địa Nhật và mua vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 và em nó sẽ có một cái mã quốc tế ở đây là RK gạch ngang hh 004 b và phụ kiện đi kèm thì vẫn còn đầy đủ cho anh em. Hộp sổ thẻ cũng như là mắt thừa. Một cái tình trạng cực kỳ là tuyệt vời và thuộc dòng uh, open heart như này thì em nó sẽ có sai mặt là 40 mm. Rất là tuyệt vời cho anh em. Anh em có cổ tay nhỏ và vừa, tầm khoảng từ 15.5 cho đến 16.5 như mình đây thì uh, lên tay rất là đẹp anh em ạ. Rất là ôm tay. Một cái thiết kế tổng thể của chiếc Oresta thuộc dòng open heart như này thì uh, mình đánh giá một cái thiết kế cực kỳ là hoàn hảo, có thể so sánh được với những cái thương hiệu phân khúc Đồng hồ của Thụy Sĩ Rất là tuyệt vời Các cái chi tiết thiết kế bên trong của phần dial Rất là tỉ mỉ và à, kỹ lưỡng Một cái thiết kế rất là đẹp Bộ kim cọc được thiết kế theo dạng là bộ kim à, lá liễu Cùng với đó thì các cái phần cọc Số của chúng ta sẽ được thiết kế Theo dạng là cọc số la mã ở đây Và trước này của mình thì sẽ có bộ máy Là bộ máy Đời mới của Orenstar Với 40 giờ tích và trái tim của À, sản phẩm thì sẽ được đặt ở cái ô open hết ở góc 9 giờ đây dòng chữ Orient Automatic được đặt ở góc 6 giờ cùng với đó thì à, cái phần dial của chiếc đồng hồ lòng bên trong chúng ta sẽ có các cái thiết kế mặt vân của các cái dòng chữ OS được lồng vào nhau rất là tuyệt vời mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire và hơi cong một chút mặt kính này thì sẽ được phủ một lớp AR chống lóa cho anh em thì à, anh em có thể thấy khi mà mình dọi cái ánh đèn vào cái mặt kính này thì chúng ta sẽ thấy một cái ánh sáng màu xanh Hắt lại Rất là đẹp cho anh em Nhìn cái mặt là dial nó sẽ trong suốt hơn Cái phần thiết kế của phần quả văng cũng rất là đẹp Skeleton với dòng chữ Orenstar và logo của OS ở đây à, Với chiếc uh, Orenstar Thuộc dòng Open openheart Footbox như này Còn đẹp 97-98% thì bên mình đang bán ra là 10 triệu 300 nghìn đồng Một cái mức giá rất là tốt cho anh em để chúng ta có thể sở hữu được một cái phân khúc tầm cao của orange đó chính là orange star rất là tuyệt vời cho anh em mình sẽ để lại đây anh em có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ theo dõi những video mà bên mình, mình đã review rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc hamilton uh, ngày hôm nay thì mình sẽ có hai chiếc hamilton ở đây chiếc hamilton uh, đang trên tay của mình đây thì uh, em nó có tình trạng là còn full box và với size mặt là size bốn mm với cái tông màu đây là tông màu xanh Rất là hiếm trên thị trường rồi Trước này của mình thì thuộc bản uh, da Master Open hết Rất là đẹp Size 42 Anh em có cổ tay to một chút Tầm khoảng 16.5 trở lên Thì chúng ta sẽ sở hữu những size mặt như này Rất đẹp đúng không à, Với cái phần chỉ uh, Của cái phần mắt dây Của chúng ta thì sẽ được trang bị là phần 5 uh, chỉ Phay nhám Và rất là to Trông rất là khỏe khoắn và trẻ trung anh em ạ Rất là tuyệt vời và à, với chiếc Hamilton ra Master Open Heart này thì hiện tại trên thị trường đang có hai bản đó là bản 40 và bản 42 mm. Thì bản 42 mm thì anh em có thể phân biệt là góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái ô số đổ đủ như này. Và à, bản 40 giờ thì chúng ta chỉ có một nửa số 12 thôi. Đài thiết kế rất là đẹp được chia làm hai lòng. Lòng bên ngoài thì à, sẽ có một cái màu đậm hơn và lòng bên trong thì chúng ta sẽ có một cái màu nhạt hơn. Thiết kế theo à, mặt trải phía sau bớt bắt sáng cực kỳ là tuyệt vời chiếc Hamilton này của mình thì sẽ được trang bị là bộ máy H10 với 23 chân kính và sẽ có một cái mã quốc tế ở đây là H327050 với cái tần số dao động là 21.600 và cái thời gian chữ cốt lên đến 80 tiếng rất là tuyệt vời cho anh em một cái bộ máy rất là mới của Hamilton ngày nay chiếc này thì hiện tại bên mình đang bán ra là 14 triệu đồng với cái tình trạng là còn full box cho anh em rất là tuyệt vời các cái đường phay bóng và phay nhám các cái chi tiết này được xen kẽ lẫn nhau rất là đẹp ở đây tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc hai tơn nữa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai chiếc để chúng ta cùng nhau trải nghiệm qua và cả hai chiếc này của mình thì đều có size mặt là size bốn anh em có cổ tay to một chút như cổ tay của mình đây thì chúng ta sẽ lên tay những cái size mặt 42 mm như này rất là tuyệt vời cho anh em. Chiếc này của mình thì mình kết nhất bộ dây của nó em anh em ạ. Bộ dây của em nó thì được thiết kế rất là đặc trưng. Với các cái mắt dây được thiết kế theo cái chữ H. Một cái logo của thương hiệu Hamilton. Rất là tuyệt vời mà anh em khó có thể bắt gặp được trên các cái dòng mà anh em bắt gặp trên thị trường. Chiếc này của mình thì thuộc dòng Hamilton grab cho anh em. Và như anh em có thể thấy thì chiếc này thì sẽ có một cái thời gian chữ có rất là lâu. Lên đến 60 tiếng và bộ máy là bộ máy H20. H21 anh em ạ. Rất là tuyệt vời và được trang bị là 27 chân kính, tần số dao động là 28.600. Một cái tần số dao động cực kỳ là tuyệt vời cho anh em. Mặt kính là mặt kính sapphire và các cái chức năng của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái chức năng thể thao cho Ở đây thì sẽ có 3 núm. Núm chính của chúng ta sẽ được đặt ở giữa và hai núm thuộc cái chức năng Chronograph thì sẽ được đặt hai bên. Và mình sẽ khởi động cái chức năng Chronograph cho anh em để chúng ta được uh, theo dõi qua Phần kim dài nhất và mảnh nhất đây chính là cái phần kim thuộc chức năng chronograph và cùng với đó thì cái phần uh, ô kim rốn ở góc 3 giờ. Đây chính là cái phần ô kim rốn thuộc cái chức năng chronograph chúng ta. Ở góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có một cái ô kim rốn đây. Đây chính là cái phần kim dây của sản phẩm. Rất là tuyệt vời cho anh em. Và khi chúng ta muốn dừng cái chức năng chronograph này thì anh em chỉ cần bấm núm đầu tiên. Và chúng ta muốn reset lại thì uh, anh em chúng ta bấm núm thứ ba Và để mà kiểm tra các cái sản phẩm thuộc dòng Grab có chuẩn hay không thì anh em chỉ cần kiểm tra xem là khi mà chúng ta reset các cái phần kim thuộc chức năng Grab có nhảy về góc 12 giờ hay không thì chúng ta sẽ biết được là chiếc đồng hồ đó có bị lỗi hay không và chiếc này của mình thì còn rất là tuyệt vời và rất là chính xác cho anh em ở phần thân của bên trái thì chúng ta sẽ có một cái lỗ tun ở đây lỗ tun ở đây để cho anh em chỉnh cái thông tin về lịch ngày rất là tuyệt vời với cái tông màu là tông màu xám lông chuột và được thiết kế trải tia sâm ở đây anh em muốn cổ tay to một chút thì chúng ta sẽ sở hữu những cái size mặt to như này và chiếc này thì hiện tại bên mình đang bán ra là 14 triệu 300 nghìn đồng thì anh em có thể sở hữu được một chiếc Hamilton thuộc dòng Chronograph tay và tạm thời mình sẽ tạm gác lại hai chiếc Hamilton lại đây và tiếp tục review cho anh em các cái sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều sản phẩm ở đây và tiếp theo thì mình sẽ review cho anh em bộ ba sản phẩm thuộc dòng à, thuộc dòng Maurit Icon của mình với tình trạng là hàng đã qua sử dụng mà còn full box cho anh em và trên tay mình đây thì mình đang có một chiếc Maurit với cái tông màu là tông màu xanh rất là đẹp và rất là được ưa chuộng trên thị trường với mà đặt size mặt là size 42 mm thì Dòng icon hiện tại trên thị trường đang có hai size mặt đó là size 39 và size 42. Size 39 thì anh em có thể thấy là ở góc 3 giờ thì cái phần cọc 3 giờ sẽ được lược bỏ đi và ở góc và ở bản 42 giờ thì ở góc 3 giờ chúng ta sẽ đầy đủ các cái cọc số như này. Rất là tuyệt vời cho anh em với cái size mặt 42 mm như này. Và phần càng rất là ôm tay. Bên mình thì anh em mình seller thì thường gọi với một cái tên rất là sang chảnh anh em ạ đó là dòng tiểu AP rất là tuyệt vời cho anh em nếu như anh em có cột thấy to thì chúng ta sẽ sở hữu cái size mặt 42 mm như này và với bộ máy là chạy trên cái nền máy là ML115 và nền máy là Sota SPK 200 rất là tuyệt vời cho anh em một cái thời gian chữ cót rất là tốt và cái tần số dao động là 28.800 tần số chiếc này thì sẽ được trang bị là 26 chân kính rất là tuyệt vời và cái độ chính xác cực kỳ là cao. Phần núm thì sẽ được thiết kế theo dạng là núm screw down để tăng cái khả năng chống nước lên đến 20 bát. Cực kỳ là tuyệt vời cho anh em. Một cái độ chống nước rất là hoàn hảo. Mắt kính sẽ được phủ một lớp AR chống lóa cho anh em để chúng ta có thể được trải nghiệm tốt hơn các cái chi tiết bên trong và giờ của sản phẩm khi mà anh em chúng ta đi ngoài trời sáng hoặc là có những cái ánh đèn hắt vào như thế này rất là tuyệt vời và phần dial được thiết kế cũng rất là đẹp anh em ạ chiếc icon mặt xanh size 42 mm và còn full box như thế này thì bên mình đang bán ra là 24 triệu 500 nghìn đồng thì anh em có thể sở hữu được về tay một kẻ thiết kế tổng thể rất là đẹp cho anh em còn rất là đẹp anh em ạ Tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc icon cũng là size 42mm thì chiếc uh, này của mình sẽ có cái tông màu là tông màu đen kim vàng uh, Tông màu đen thì chúng ta sẽ có là tông màu đen kim trắng và tông màu đen kim vàng Thì ở uh, đây mình đang có một chiếc uh, tông màu đen kim vàng ở đây Rất là tuyệt vời cho anh em Rồi à, xanh ngắt anh em ạ Bắt sáng cực kỳ là tốt Chiếc này của mình thì uh, cũng là bộ máy là ML115 và chiếc cái nền máy là Serita FW200 Với 26 chân kính rất là tuyệt vời cho anh em và chiếc này thì bên mình cũng đang bán ra là 24 triệu 500 nghìn đồng Cả hai chiếc đều cùng phân khúc và cùng sai mặt với nhau Cùng tầm giá là 24 triệu 500 nghìn đồng và còn full box cho anh em Rất là tuyệt vời Mình sẽ để lại đây để cho anh em chúng ta được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn tổng quan lại một lượt bộ sưu tập của mình ngày hôm nay muốn review cho anh em. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có một chiếc icon với cái tông màu ở đây là rất rất là hiếm cho anh em, tông màu à, hồng phấn. Anh em mình thường à, gọi là tông màu cá hồi ở đây. Và chiếc này thì à, đối với anh em có cổ tay nhỏ một chút tầm khoảng là à, cổ tay 15.5 cho đến 16. 16 thì chúng ta sẽ lên tay đẹp hơn vì em nó sẽ có một cái size mặt là size 39 mm. Thì à, như vừa nãy mình có giới thiệu qua thì với cái sa mặt 39 mm như này anh em có thể phân biệt ở góc 3 giờ thì cọc số ở góc 3 giờ đây thì chúng ta sẽ không có và ở góc 3 giờ nếu như mà cọc số đầy đủ như này thì ở đây chính là cái bản 42 giờ cho anh em cổ tay to chiếc cá hồi này thì rất là hiếm rồi một cái tông màu rất là lạ mắt cho anh em cổ tay mình thì hơi to một chút khi mà đeo sa mặt 39 như này rất là tuyệt vời Trước này thì hiện tại bên mình đang bán ra sale với một cái mức giá cực tốt và với cái tình trạng là cực kỳ là hiếm thì ở bên mình đang bán ra là 26 triệu 500 nghìn đồng một cái mức giá sale so với những cái thời điểm trước rất là tuyệt vời cho anh em để chúng ta sở hữu về tay ba chiếc icon rất là đẹp ở đây và cuối cùng thì à, mình sẽ review cho anh em một chiếc Airpods thuộc dòng Airpods Bullface chiếc này của mình thì chỉ còn đồng hồ thôi nhưng bên mình cũng đã trang bị cho em nó một chiếc hộp bằng gỗ sơn mài như này và bên trên thì à, bên mình sẽ có à, khắc logo của Ketwat và các cái số hotline của bên mình để anh em có thể tiện à, liên hệ theo cái số hotline này và kết bạn qua Zalo và chiếc Airpods muốn Face này của mình thì sẽ có size mặt là size 40mm thì anh em có cột nhỏ và vừa tầm khoảng từ 15.5 thì chúng ta có thể đeo được rồi 15.5 đến 16.5 thì chúng ta sẽ sở hữu những size mặt như này như là đeo một cái bầu trời sao trên cổ tay rất là tuyệt vời và các cái chi tiết bên trên của cái phần dial này thì như anh em có thể thấy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là phủ một lớp lume bên trên để khi mà tắt cánh đèn đi thì cái ánh sáng lume này nó sẽ phản quang rất là đẹp cho anh em trải nghiệm như là đeo một cái bầu trời sao trên cổ tay rất là đẹp Và ở hai bên thân thì chúng ta sẽ có các cái lỗ tun Ở đây thì chúng ta sẽ có bốn lỗ tun Để điều chỉnh các cái thông tin về lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng và cũng như là lịch môn phây Rất là tuyệt vời cho anh em Bộ dây được trang bị là một bộ dây gồm các cái mắt dây rất là nhỏ Rất là trẻ trung và đang động được phay bóng Và chiếc này thì sẽ được trang bị là 21 chân kính với cái tần số dao động là 28.800 Rất là tuyệt vời cho anh em với cái thông số về độ chống nước là lên đến 5 ATM thoải mái cho anh em đi mưa sợ tay. Rất là đẹp. Trước đây thì với tình trạng là hàng đã qua sử dụng và không còn bóc thôi Bên mình cũng đã trang bị cho sản phẩm một chiếc bóc gỗ đây rồi Thì ở trước này bên mình đang bán ra là 24 triệu 500 nghìn đồng Thì anh em có thể sở hữu được về tay Một cái mức giá sale rất là tốt cho anh em Tại cái thời điểm hiện tại Của kênh đồng hồ truyền kết CatWat Rất là tuyệt vời cho anh em Và để sở hữu được một trong các cái sản phẩm mà ngày hôm nay bên mình đã review Thì anh em đừng quên để lại các thông tin sản phần bình luận Cũng như là kết bạn qua Zalo qua số điện thoại mà bên mình đã để ở góc màn hình để chúng ta cùng nhau trao đổi cũng như là là tư vấn các cái sản phẩm mà anh em đã cực quan tâm và cảm ơn anh em đã theo dõi và đồng hành cùng kênh đồng hồ chính hãng kết quát và xin chào anh em, chúc em có một ngày mới làm việc thật hiệu quả.